Thưa anh em nhé, quay anh em quả đèn soi biển số LED này. Cái mẫu này thì nó sẽ trùng với Isuzu anh em nhé, Isuzu Hilo. Đấy, lỗ to anh em này. Đấy, con này là Kia nữa, nhưng mà Kia thì nó sẽ điện 12, còn Isuzu và Hilo thì 24. Đấy, con này lỗ to vừa luôn này anh em này. À, rồi không? Vừa bát thì bát gì luôn. Đấy, ok. Đây bát thì luôn. Con này thì có một lửa mát thôi anh em ạ, đơn giản lắm anh em. Đấy, con này của bác là bác trước thì bác có chế cái đèn LED sườn. Nhưng mà cái đèn LED sườn này thì nó không sáng, cái thứ hai là nó không đúng tiêu chuẩn của nó. Đấy. Đây ra là đây là mình đang đấu lại cho bác cái về zin. Con này thì đang kiểm vỏ máy anh em nhá, rất là sáng và bền luôn. Đèn này hàng ba cánh buồm xịn SL anh em ạ. Đây các bạn nhìn này. Bạn lấy con vít, bạn nhau vít đây cho vào vừa cho anh. Đây đúng của nó cho anh không ạ? Đúng của nó lỗ này này. Đây lệch sang bên này cả, lệch sang một trong hai bên, đấy, vừa không? Bạn nói bên này, đấy, vừa không? Đeo cho giữa đi, xong vào bạn đang con vít rồi đúng không ạ? Để dưới con vít, bạn con vít này. Đấy, bạn rất là đơn giản nhá, đây biển số của LED này, Isuzu này, Hilo này, đấy, nó trùng với font to này anh em nhé.